Bác sư xin mến chào các bà mẹ các bạn. Bệnh thủy đậu khỉ hiện nay đã lan tràn đến hơn 20 nước trên thế giới. Bệnh thì phần lớn là nhẹ và khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên có một tỷ lệ nhỏ để lại biến chứng nguy hiểm như là viêm não, viêm phổi, ảnh hưởng thị lực mù lòa và thậm chí là tử vong. Bệnh cái nhóm mà gây ra các biến chứng nguy hiểm thì lại hay gặp ở nhóm người suy giảm miễn dịch, nhóm phụ nữ có thai, nhóm trẻ nhỏ và nhóm người mà không chịu tiêm phòng. Bởi vậy cho nên trong cái video ngày hôm nay, bác sư muốn chia sẻ với các bạn về bệnh thủy đậu khỉ. Đầu tiên, bệnh thủy đậu khỉ là gì? Bệnh thủy đậu khỉ là do virus DNA virus gây ra có tên là monkeypox, thuộc họ octovirus cùng nhóm family với bệnh thủy đậu mà chúng ta rất là quen thuộc. Thủy đậu khỉ thì lần đầu tiên được phân lập thủy khỉ vào năm 1958, bởi vậy cho nên có tên là monkeypox. Tuy nhiên thực tế thì cái nguồn gốc của virus monkeypox, virus thủy đậu khỉ thì bên cạnh là khỉ thì đã còn phát hiện thấy ở cái nhóm động vật gặm nhấm, đặc biệt là ở cái dịch mà ở Mỹ năm 2003. Bệnh thủy đậu khỉ thì phần lớn là chủ yếu là ở châu Phi, Trung Phi và Tây Phi, và năm 2003 thì có lan truyền đến Mỹ và hiện nay thì đã lan truyền đến cả Mỹ, cả châu Âu và cả châu Á nữa. Đó. Vậy thì phần thứ hai chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là cái triệu chứng của bệnh thủy đậu khỉ như thế nào. Virus thủy đậu khỉ khi mà xâm nhập vào cơ thể thì hệ miễn dịch của cơ thể sẽ gây ra đấu tranh để mà chống lại, để mà loại bỏ cái virus gây bệnh, virus thủy đậu khỉ ra khỏi cơ thể. Với các cái biểu hiện triệu chứng rất là kinh điển, đó là bệnh nhân có biểu hiện sốt, sốt cao, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, đau mỏi cơ, và thứ tư là bệnh nhân có biểu hiện là sưng các vùng thạch. Và sau 1-2 ngày đó thì bắt đầu xuất hiện các cái ban. Các cái ban đó thì đầu tiên là ở mặt và sau đó lan ra toàn thân, và đặc biệt là ở thân với tỷ lệ gặp rất là cao. Các cái ban đó thì diễn biến theo từng giai đoạn. Đầu tiên là các cái phỏng nước trong, rồi dẫn đến là mủ hóa, các cái nốt mủ khoảng kích thước khoảng 2mm, rồi bắt đầu loét để lại các cái hõm, rồi bắt đầu hình thành đóng vẩy và bong tróc vẩy, sẽ diễn biến qua từng giai đoạn. Và ở trên cơ thể các bạn có thể phát hiện với các cái nhiều nốt, các cái nhiều ban khác với các cái giai đoạn khác nhau, diễn biến tùy theo cái diễn biến của bệnh. Vậy thì chúng ta sẽ xử trí chăm sóc bệnh nhân thủy đậu khỉ như thế nào? Với các bệnh nhân mà bị thủy đậu khỉ thì do virus gây ra nên chủ yếu là chúng ta sẽ điều trị, gọi là điều trị mũi, điều trị triệu chứng. Thông qua cái việc là chúng ta sẽ sử dụng thuốc hạ sốt khi mà bệnh nhân có sốt. Khi mà bệnh nhân có nôn, có sốt cao thì có mất nước thì chúng ta phải bù dịch đầy đủ cho bệnh nhân. Rồi chúng ta sẽ chọn bệnh nhân uống các loại vitamin, khoáng chất và phải chú ý vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân. Với các trường hợp nặng hơn thì có thể có các cái thuốc gọi là thuốc kháng virus. Tuy nhiên những cái thuốc kháng virus thì hiện nay nó cũng không có sẵn ở thị trường Việt Nam. Phát sang phần tiếp theo đó là chúng ta tìm hiểu về cái phương thức lây truyền như thế nào. Phương thức lây truyền ở thủy đậu khỉ thì có hai phương thức lây truyền chính, đó là lây truyền từ động vật qua người hoặc là lây truyền từ người qua người thông qua việc tiếp xúc gần, thông qua các cái giọt bắn, thông qua việc chúng ta sờ vào các cái đồ dùng, các cái loại, các cái quần áo mà có nhiễm virus, hoặc là thông qua cái việc mà chúng ta bị động vật nó cào hoặc là cắn, hoặc là thông qua cái việc mà chúng ta ăn thịt các loại động vật mà có nhiễm virus. Vậy thì cái thời gian ủ bệnh cũng như thời gian phát bệnh của bệnh thủy đậu khỉ như thế nào? Người ta nghiên cứu cái thời gian ủ bệnh của thủy đậu khỉ thì nó sẽ phụ thuộc vào cái phương thức lây truyền. Ví dụ như thông qua việc cào, việc cắn thì cái thời gian ủ bệnh sẽ là khoảng 9 ngày. Còn nếu thông qua cái việc chúng ta tiếp xúc thì cái thời gian ủ bệnh sẽ dài hơn, là khoảng 13 đến 14 ngày. Thời gian diễn biến bệnh sẽ diễn ra trong khoảng từ 2 đến 4 tuần, và sau đó bệnh nhân sẽ khỏi hoàn toàn và hầu như không để lại các biến chứng gì. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ để lại các biến chứng mà bác sĩ đã chia sẻ ở đầu cái video này. Vậy thì thông qua cái việc mà chúng ta tìm hiểu cái phương thức lây truyền các cũng như diễn biến bệnh, vậy thì chúng ta sẽ dự phòng cái bệnh thủy đậu khỉ như thế nào?
Đầu tiên đó là các bạn cần phải tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là tiêm phòng thủy đậu. Các nghiên cứu thấy rằng 85% mà những người tiêm phòng thủy đậu thì có tác dụng bảo vệ đến 85%, ngăn ngừa cái việc mà bị nhiễm cũng như là cái trụ biểu hiện các cái triệu chứng của bệnh thủy đậu khỉ. Cho nên là cái việc tiêm phòng là cái first choice và quan trọng trong cái việc mà chúng ta phòng ngừa bệnh thủy đậu khỉ. Cái thứ hai đó là chúng ta không hạn chế cái vấn đề tiếp xúc, không tiếp xúc gần với những cái loại động vật khỉ và gặm nhấm, đặc biệt là các loại động vật gặm nhấm mà có liên quan, có bị nhiễm virus, và không tiếp xúc gần với những người mà bị nhiễm virus. Thứ hai là chúng ta cần phải đeo khẩu trang, bởi vì một trong những cái phương thức lây truyền là thông qua con đường giọt bắn, thông qua các cái giọt nước bọt mà bắn ra ngoài có chứa những virus, nên chúng ta đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là ở những nơi đông người. Cái thứ ba vô cùng quan trọng đó là chúng ta cần phải có một cái chế độ dinh dưỡng tốt để giúp cho cơ thể có được một cái hệ có một cái sức đề kháng thật tốt. Thứ tư nữa đó là để mà có hệ miễn dịch tốt, đúng không ạ? Thông qua cái vấn đề dinh dưỡng, thông qua cái vấn đề vận động, trẻ người lớn thì thông qua hoạt động thể thao, trẻ nhỏ thông qua các cái hoạt động vận động tích cực cũng như hoạt động thể thao, thông qua cái việc mà có một cái giấc ngủ tốt giúp cho cơ thể tăng cường cái hệ miễn dịch, thông qua cái việc là chúng ta tránh các cái stress, giảm các cái hiện tượng stress và có những cái lối sống lành mạnh tích cực, thì tất cả như vậy sẽ giúp cho cơ thể có được cái hệ miễn dịch tốt và phòng chống được các cái tác nhân gây bệnh, đặc biệt là liên quan đến virus thủy đậu khỉ. Và như vậy thì bác sĩ Hương đã chia sẻ các bạn và các bạn những cái rất là cơ bản liên quan đến bệnh thủy đậu khỉ hiện nay, và bác sĩ hy vọng là video này sẽ giúp ích cho ba mẹ trong cái quá trình chăm sóc em bé cũng như là chăm sóc bản thân cũng như là những người thân trong gia đình. Và bác sĩ Hương hy vọng là các bạn và các bạn sẽ cùng nhau chúng ta đồng hành để vượt qua các cái đại dịch, để chúng ta có một cái chất lượng cuộc sống, có một cái sức khỏe tốt hơn. Bác sĩ xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn mẹ các bạn ở các video tiếp theo về quá trình chăm sóc bé. Xin cảm ơn. Xin chào. Nếu các mẹ có bất kỳ thắc mắc nào hãy comment ở phía dưới nhé, hoặc gọi vào hotline 0918884666 hoặc 0978166929 để nhận được tư vấn từ bác sĩ Hương. Nhớ like và đăng ký kênh nếu mẹ thấy hay và nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.